Xin kính chào quý vị khán giả, kênh YouTube của báo Hà Tĩnh rất hân hạnh được gửi tới quý vị những tin tức quốc tế mới nhất ngày hôm nay. Và sau đây là những thông tin chi tiết, xin mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 10 tháng 11, Công an quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị liên quan đang điều tra vụ ca sĩ Chi Dân cùng một số người khác nghi dính líu đến ma túy. Một nguồn tin tiết lộ về báo chí, nam ca sĩ bị lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện nghi vấn có liên quan đến chất cấm tại một địa chỉ ở quận Tân Bình. Cảnh sát đang mở rộng điều tra, chưa cung cấp về kết quả xử lý. Trước đó, tối ngày 9 tháng 11, mạng xã hội xôn xao trước khoảnh khắc một nhân vật nghi vấn là ca sĩ Chi Dân xuất hiện trong tình huống nhạy cảm. Dù chưa rõ thực hư câu chuyện thế nào, song từ khóa Chi Dân bất ngờ gây sốt khắp các nền tảng mạng xã hội. Đây không phải lần đầu Chi Dân bị đồn đoán dính đến chất cấm. Năm ngoái, trên các diễn đàn mạng xã hội liên tục chia sẻ hình ảnh một người đàn ông có các hình xăm trên cánh tay giống Chi Dân, được cho là đang làm việc với cơ quan chức năng vì sử dụng chất cấm. Đông đảo cư dân mạng cho rằng hình ảnh người đàn ông là ca sĩ Chi Dân. Sự việc đã thu hút loạt bình luận của đông đảo người dùng mạng xã hội. Thậm chí nhiều cư dân mạng đã tràn vào trang cá nhân của Chi Dân để hỏi thăm nam ca sĩ có ổn không. Thời điểm đó, phía người thân của nam ca sĩ lên tiếng với truyền thông, bác bỏ thông tin anh bị mời làm việc do sử dụng chất cấm, đồng thời cho biết nam ca sĩ sẽ live stream làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, trong live stream sau đó, Chi Dân lại không đề cập đến vấn đề này. Thay vào đó, nam ca sĩ gửi lời xin lỗi đến khán giả vì thời gian qua đã khiến nhiều người thất vọng. Nam ca sĩ nói, tôi xin lỗi những khán giả đã yêu thương tôi và những người đã buồn thất vọng vì tôi thời gian qua. Tôi xin lỗi người hâm mộ, tất cả đồng nghiệp, những người từng giúp đỡ tôi. Thời gian qua, sau biến cố về gia đình và tình yêu không như mong đợi, tôi sống không đúng với nghề nghiệp, tình cảm mọi người dành cho tôi. Sau lần trở lại này, tôi đã nghiệm được rất nhiều điều. Tôi hứa thay đổi, trở thành con người tốt đẹp hơn, sống nghiêm túc với nghề, với đời. Hy vọng mọi người bỏ qua và thông cảm cho Chi Dân quay lại lần này. Ca sĩ Chi Dân tên thật là Nguyễn Trung Hiếu, sinh năm 1989. Anh bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2012 ở vai trò ca sĩ kiêm nhạc sĩ. Tên tuổi Chi Dân gắn liền với các ca khúc như Mất Trí Nhớ, Điều Anh Biết, Người Tôi Yêu, 1234. Trải qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Chi Dân đã bỏ túi nhiều bản hit đình đám được khán giả trẻ yêu thích. Bên cạnh đó, Chi Dân còn sở hữu cuộc sống sang chảnh khiến dân tình vô cùng ngưỡng mộ. Dù không thể hiện quá nhiều về đời tư trên mạng xã hội, tuy nhiên mỗi khi nam ca sĩ đăng tải khoảnh khắc đời thường đều làm cho công chúng không khỏi trầm trồ về độ chịu chi, chịu chơi. Tuy nhiên, sau cú sốc mẹ mất và chia tay bạn gái vào năm 2021, Chi Dân suy sụp tinh thần. Khi đó, trên trang cá nhân, nam ca sĩ thường xuyên chia sẻ những dòng trạng thái u ám, thể hiện nỗi nhớ mẹ ra diết. Không chỉ thế, Chi Dân còn ít đi diễn, không còn xuất hiện dày đặc trên sóng truyền hình. Các tác phẩm của anh cũng không gây được hiệu ứng nổi tiếng như trước. Có thể nói, nam ca sĩ như chìm vào quên lãng giữa một showbiz ồn ào và đầy cạnh tranh. Sau khi vướng ồn ào vào năm ngoái, Chi Dân hạn chế cập nhật cuộc sống cá nhân lên các nền tảng mạng xã hội. Thỉnh thoảng, anh mới lên live stream trò chuyện cùng fan hâm mộ trên TikTok. Cho đến khoảng tháng 9 năm 2024, nam ca sĩ mới xuất hiện trước truyền thông khi tham dự đám cưới của anh Đức và anh Phạm. Thời gian gần đây, Chi Dân nhận được sự quan tâm từ khán giả khi chia sẻ về việc chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới. Trong các bài đăng của nam ca sĩ trên mạng xã hội cũng nhận về lượng tương tác khá cao với không ít lời động viên từ fan hâm mộ. Về chuyện tình cảm, từ sau tin đồn chia tay Lan Ngọc, anh chưa từng chia sẻ bất cứ thông tin liên quan nào. Trước đó, khi được hỏi về gu bạn gái lý tưởng, Chi Dân từng cho biết. Khi duyên tới, mình cảm thấy người đó có ưu điểm mình thích, mình phải học cách chấp nhận khuyết điểm của đối phương. Tôi đôi khi cũng có nhiều khuyết điểm, họ đến với tôi đôi khi họ yêu cái ưu điểm và chấp nhận khuyết điểm. Nói chung là có qua có lại mới hòa hợp với nhau. Tối ngày 8 tháng 11, nguồn tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk xác nhận, lực lượng quân đội dân quân tự vệ thiết lập các vòng chốt chặn bảo vệ hiện trường nơi phát hiện máy bay quân sự Yak-130 rơi tại vườn quốc gia Yóc Đôn, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Nguồn tin cho hay, hiện trường được chúng tôi bảo vệ nghiêm ngặt. Ngày 9 tháng 11 sẽ có phương án để đưa chiếc máy bay ra khỏi hiện trường sau khi hoàn tất các công tác kiểm tra. Cũng theo nguồn tin, hộp đen của chiếc máy bay Yak-130 được tìm thấy đưa ra bên ngoài, bảo vệ chặt chẽ để phục vụ công tác phân tích các dữ liệu liên quan. Trước đó khoảng 14 giờ ngày 8 tháng 11, qua tìm kiếm bằng flycam, lực lượng chức năng phát hiện máy bay quân sự Yak-130 rơi tại tiểu khu 428 thuộc vườn quốc gia Yóc Đôn, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn. Cách Buôn Đăng Phốc khoảng 8 km và cách trạm kiểm lâm Serepok hơn 1 km. Trước đó, ngày 6 tháng 11, Trung đoàn Không quân 940 tổ
tổ chức ban bay huấn luyện ngay tại sân bay Phù Cát, tỉnh Bình Định. Khi hoàn thành nhiệm vụ, điều khiển máy bay về sân bay để hạ cánh thì gặp sự cố kỹ thuật, thả càng không ra. Các phi công đã khẩn trương thực hiện các biện pháp xử lý tình huống khẩn cấp để cứu máy bay nhưng bất khả kháng. Chỉ huy bay đã lệnh cho phi công nhảy dù. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Quân chủng Phòng không Không quân đã chủ trì phối hợp với lực lượng của Quân khu 5 và các địa phương khẩn trương tổ chức tìm kiếm. Tối ngày 6 tháng 11, lực lượng tìm kiếm cứu nạn thành công Thượng tá Nguyễn Hồng Quân tại vị trí thuộc xã Tây Phú, huyện Tây Sơn. Đến 22 giờ 10 phút, tìm được Đại tá Nguyễn Văn Sơn cách vị trí tìm thấy Thượng tá Quân hơn 1 km. Hiện tại, sức khỏe của hai phi công ổn định và được chăm sóc tại Bệnh viện Quân y 13, Quân khu 5. Tại giường bệnh, Thượng tá Nguyễn Hồng Quân cho biết, sáng ngày 6 tháng 11, Trung đoàn Không quân 940 tổ chức ban bay huấn luyện ngay tại sân bay Phù Cát với máy bay Yak-130, bay đường dài, không vực, xuyên mây trong điều kiện khí tượng phức tạp. Lúc này, Thượng tá Nguyễn Hồng Quân chủ nhiệm bay, bay buồng sau. Khi kết thúc bài bay về hạ cánh, máy bay thả càng không ra, đồng thời thực hiện các biện pháp xử lý tình huống thả càng khẩn cấp, nhưng vẫn không được. Thượng tá Quân chia sẻ, lúc này chúng tôi liên lạc xin phép chỉ huy và được cho phép nhảy dù. Quan sát từ trên cao xuống, chúng tôi phát hiện đây là khu vực rừng nên bung dù. Lúc này thời tiết rất xấu, khi nhảy dù thì rơi xuống rừng và bị treo ở trên cây với khoảng cách hơn 10 mét so với mặt đất. Tôi bị treo trên cây hơn 10 phút, sau đó theo kinh nghiệm và được đào tạo, tôi làm vài động tác chắc chắn để thoát ra khỏi dù, sau đó bám vào cây bên cạnh để tụt xuống đất. Sau khi xuống được đất, Thượng tá Quân ngồi một lúc để ổn định sức khỏe và suy nghĩ những bước tiếp theo nên làm gì. Thượng tá Quân nhớ lại, sau khi xuống mặt đất, tôi định thần rồi định vị vị trí mình đang ở đâu và xác định phải đi tìm nơi có sóng điện thoại để liên lạc. Lúc này, điện thoại hoàn toàn mất sóng. Tôi đi theo hướng ngược lại với hướng máy bay bị rơi, rồi leo lên đỉnh núi cao hơn 700 mét. Lúc này, có sóng điện thoại thì liên lạc được với đơn vị và gửi vị trí về lực lượng tìm kiếm và ngồi nguyên vị trí đó chứ không di chuyển nữa. Trời mưa to, gió lớn, vận dụng những bài học sinh tồn, tôi ngồi chờ đến khi lực lượng tìm kiếm đến. Thăm hỏi sức khỏe của hai phi công, Trung tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết, khi chuẩn bị về sân bay, hai phi công phát hiện một càng phải phía sau không bung, trong khi hai càng trước và càng trái phía sau đã sẵn sàng để đáp đất. Trong các phương án đưa ra, thậm chí phi công đã tạo sự quá tải lớn kéo gập gần như phá máy bay mà bộ phận càng không thể hạ. Trung tướng Sơn nói, nếu tất cả càng không bung, người lái vẫn có thể hạ cánh bằng bụng máy bay. Tuy nhiên, một càng không ra, còn các càng kia không thể gập lại, thì tình huống này dứt khoát phải nhảy dù. Trung tướng Sơn cho biết, việc phi công quyết định nhảy dù hoàn toàn chính xác, bởi trong trường hợp này, máy bay không được hạ cánh khẩn cấp ở đường băng, việc hạ cánh sẽ gây cháy nổ và phi công hy sinh ngay. Trung tướng Sơn nhấn mạnh, khu vực nhảy dù được phi công tính toán rất chính xác, đây là sự hy sinh lớn, hành động vô cùng dũng cảm của phi công để dành sự an toàn tài sản, tính mạng cho người dân. Chỉ lệnh cho phép phi công được nhảy dù ngay tại sân bay, nhưng các phi công vẫn điều khiển máy bay hơn 20 km, hướng về phía núi để nhảy dù. Cũng theo Trung tướng Phạm Trường Sơn, các đơn vị quân đội đã khoanh vùng được vị trí máy bay Yak-130 của Trung đoàn Không quân 940 thuộc Trường Sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không Không quân rơi. Khu vực được lực lượng quân đội khoanh vùng nằm ở huyện Iapa, tỉnh Gia Lai. Theo Trung tướng Sơn, các đài radar đã xác định được khu vực lúc máy bay mất tín hiệu cuối cùng cũng là vị trí máy bay rơi. Vì rừng rộng, thời tiết đang mưa to, gió lớn, địa hình sông suối cắt qua, dòng chảy xiết, nên việc tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn. Trước đó, chiều ngày 7 tháng 11, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cũng đã có thư khen, động viên, gửi các cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong ban bay của Trung đoàn Không quân 940, Trường Sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không, Không quân và hai phi công gặp nạn.